đây cái tô chả của mình nè. Bây giờ mình sẽ gưới cầm đỏ của trứng vịt. Cầm đỏ trứng vịt. Mình sẽ gưới lên. Gưới lên. Rồi cứ gưới thì gưới cho đều nha. Tại vì sở dĩ bé thấp quá, còn Quyền thì cao quá là tại vì Quyền đứng trên cục đá mà Quyền cao sẵn rồi. Nhưng mà bé thì bé chiên. Bé chiên cái trứng cút nè, cho nên không có cần cao. Nếu mà cao thì chiên khó chiên. Điều không? Điều không? Cái này nó ngon đó cưng. Ngon là chả, ngon là nhỏ này cưng. Vậy là do người tưới. Ừ, đúng rồi đó. Hồng bị dở thì người tưới chịu hết nha. Không biết đâu đứa. Tại này do ít trồng đỏ, này phải thêm một trồng nữa. Kìa còn có hai trồng đen kìa. Em bé thấy thương. Bằng tuổi mà em bé gì mẹ. Nhưng mà học mẫu giáo mà đứa nào cũng kêu đứa nào bằng em bé. Nhưng Vi vợ kêu đứa lớn hơn cũng em bé đó. Thấy không? Không có, thằng cái thằng bên đây phải nó hôn cái thằng bên đây trái hay gì bắt chước Vi qua hôn cái. Sao qua nhớ? Nhớ chứ. Nhớ hả? Nhớ. Rồi qua có hỏi hàng nó không? Không, qua ngồi em nghe qua nó không, qua chỉ nhớ vậy thôi chứ không nhớ được lúa sẽ làm gì qua cũng không nhớ nữa. Chết, đừng có sắp bị đớt rồi. Vậy hả mẹ? Dù đây là này. Hành qua mới vừa sắp xong rồi. Bây giờ qua làm gì nữa, qua làm đi. Dầu hành. Dầu hành, đúng rồi em cũng nói. Dầu hành hả? Khi mà mình để chả, mình để cái tầm đỏ, hộp gà, hộp vịt vô cái chả thì mình không có đậy nắp lại. Tại vì nó đã chín rồi. Mình để vậy nè, hồi cái màu của nó đẹp, nó bóng mà nó đỏ, nó không có bị lợt màu. Đó là bí quyết. Gia truyền, 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 truyền. Chưa má. Chưa, chút xíu nữa mới được. Hành còn sống không thôi Linh ạ. Không, quá hay đói quá hay vậy. Một chút nữa là được. Chút nữa mới hôm, mới ngon. Ừ. Sáng á, em chạy em đi mua dưa leo á, cái em tính bắp đại rồi, cái em suy nghĩ thôi mình phải lựa, gửi lựa giữa bắp đại về tới dưa leo không được chị hay mắc. Mình lựa mà dưa leo vẫn ra. Đúng không, vậy. Tại hồi nãy em lựa cái trái nó đẹp lắm nha. Em không, em hay nhìn cái trái đẹp lắm. Em lựa là em phải cắn thử. Cầm lên á, trái mì mèo à. Em phải cắn thử rồi nó có đắng không? Đắng thì đã lại. Đúng rồi. Người ta bán dưa leo chứ người ta là bình thường như vậy, như bán dưa hấu nhưng mà nó bị thúi thì trả là được. Chứ dưa leo đắng thì người ta đâu có nói gì đâu. Tại dưa leo thì đương nhiên phải đắng rồi. Ồ, hiển nhiên là vậy hả? Mặc định là vậy. Ôi, con Su nó làm gì kìa. Đừng la lớn, đừng la lớn. Đừng la lớn. Rồi cứ con cứ chơi với chó đi con. Chơi với chó thì chó. Chị dưa chuột chứ dưa gì á mẹ? Dưa chuột chứ dưa hấu. Thèm dưa hấu à. Sao à? Cái miếng này là miếng luôn, đúng là mềm miếng nhỏ. Ủa, nãy... Ờ, à, thấy rồi. Thì sắc con dọc miếng cuối cùng luôn. Cưng nó không Sơn? Con thương nó không? Chó của con. Chó của ai? Chó của con lì lắm. Vậy hả? Nó nói sao nó lì? Con nói nó không nghe hay gì? Chửi không có lỗ tai. Chửi nó không có lỗ tai? Ôi ôi. Bộ con chửi. Bộ con mà con nói sao mà nó không có lỗ tai? Ủa chị kể gì chị? Tự nhiên nó khi không sao chị nhớ? Cái vụ mà để đây là chả. Chả mình làm xong cái màu nó đẹp ghê luôn á. Tại vì lúc nãy mình không có đậy nắp, mình để hoài á. Còn
Thịt heo thì cũng chín hết trơn rồi, ngon lắm. Thơm phức luôn á. Đây là dưa leo cà chua. Còn đây là trứng cút. Wow. Bây giờ cơm chín rồi. Mình chuẩn bị mình lấy cơm ra để mình ăn. Đây là giờ phút quan trọng nhất. Nhắc cái này ra đó hả chị? Đúng rồi. Nặng nhẹ ngủ nhắc à, không có nóng. Thử đi. Nóng không? Nóng hả? Ăn dụng kìa. Thơm quá à. Thơm mùi lá dứa. Thơm quá, thơm cơm, thơm mùi lá dứa. Thơm cơm. Xới lên nội xốp ghê luôn á. Ngon không? Thơm. Tuyệt cứu mèo. Cái gì vậy? Ngon làm canh đào. Tuyệt vời. Canh khéo không được hả? Cho nó có dần chơi gì. Canh gì? Canh đào. Canh đào. Ngon làm canh mai cũng được. Thôi đi. Mai hả? Mai nè em. Cơm ngon cân. Ủa vậy hả? Đâu, ủa vậy hả? Khoa. Toàn là khoa thôi. Hèn chi để là nói canh đào cái gì hỏi. Con nhỏ bữa biết sao nhỏ bữa là hồng. Nhỏ bữa vậy. Canh hồng thôi, toàn hoa không à. Hoa không à, ba đứa chơi chung hoa không. Ở Vi bận đẹp. Ờ Vi bận đẹp hả con. Thôi cho mượn nha. Nè con ăn ông đi. Con ăn ông đi. Ờ than. Rồi con ăn ông đi. Con ăn ông đi. Ông cưng con nè, ông cưng nè. Ăn ông đi. Ăn sao Vi? À ông. À đi ông cưng. Ông đi ông cưng. Rồi bây giờ. Giỏi. Để con tự ạ, để con tự ạ. Dạ. Dạ. À ông hai ba, hai chú ở ba. Hai chú à ba. Mưa. Vi mới vừa ngủ dậy. Vi ơi, con ạ ông lại đi. Vi 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 vi. 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 Thưa. Khoanh tay lại thưa. Thưa ông. Khoanh tay lại. Khoanh tay lại thưa ông thưa bà. Khoanh tay lại đi. À cô. Giỏi quá ta. Rồi. Mưa mưa chạy lên mẹ, chạy lên mẹ. Chạy lên mẹ. Lẹ lưỡi ra. Chạy lên mẹ. Đâu lẹ lưỡi ra đâu. Đâu. Ồ. Ồ lẹ lưỡi ra vậy hả? Ơi. Con đau hết tâm mưa. Vậy hả? Con lè lưỡi ạ, à, lè lưỡi ạ. À. Hai có bị bưng không? Bưng rồi, qua bảnh đi ba. Hai ba liền. Đồ mới. Ồ, đồ mới hả con? Thời mưa lớn, con tâm mưa luôn. Ừ. Chả này giờ mình sắt ra. Mình sắt ra là miếng vừa ăn. Ờ nhắn nhắn đó. Ờ đúng rồi, nhắn nhắn vậy á, nó không có bị đứt ra, nó không có bị bở ra. Tại vì cái cọng bún này của mình nó dai á. Thôi tất cả xong hết rồi. Làm cái món này thì hơi bị lâu, tại vì mình là nghiệp dư chứ không phải chuyên nghiệp. Nếu mà chuyên nghiệp thì mình đã ra bán cơm tấm vào buổi sáng rồi. Còn bây giờ mình bán cơm tấm nhưng mà vào buổi chiều. Con rồi mà tất cả mọi người nha, hết cơm cho mẹ chị đi. Dạ. Bao nhiêu ít ít chút mới được. Chút mới nữa. Để em bớt cho, em bớt cho Quyền. Chị bớt cho chị đi, em bớt cho em. A Quyền. A Quyền đi. A Quyền. Anh nói lại. Dạ. 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 Ê mũi nhẹ. Trời ơi chị nhẹ nhở. Bài biết tiệm. Cũng mất trước bạn Hiền. Xu ơi lên ăn cơm nè con, lại đây. Ngon lắm, có cái cúc nè. Lại đây. Cái dĩa thì để cho nó cái cúc đi qua. Cái chén cho nó ăn cái chén. Bỏ đi. Cái đứa cống viên nè. Trời ơi. Vi 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 ăn nào, Vi ăn. Cho em mượn nó đũa chị. Vi ơi đỡ dép xuống con. Mẹ mẹ gỡ dép Vi xuống mẹ. Rồi lên đây nè, Su lên đây ngồi ghế kế mấy chị đẹp đẹp nè. Su. Su lên đây ngồi ghế mấy chị đẹp đẹp nè Su. Su Su. Nè Su. Kệ kệ Su, kệ Su chén kệ Su. Su. Ủa?
Để nó đi chút nữa rồi kêu cha nó đút cái này. Mẹ ăn cơm mẹ. Mẹ ăn mẹ. Cho Vi tự múc đi mẹ. Cho Vi nóng á, nóng không có được. Mẹ ăn đi mẹ. Chị xíu rồi bỏ nó cho mẹ em vô mẹ ăn nội xíu. Xíu rồi. Đó, đó. Ừ đúng rồi á, đúng rồi đó. Vi ngồi xuống đây. Đi rồi. Ủa bé ngồi xuống vô đây nè. Ngồi xuống gì bé nè. Nè nè nè. Múc ai. Hả? Rồi mẹ ăn đi mẹ. Kệ nó ăn cho ngồi đó chơi. Lấy dao ra bé. Lấy dao ra cưng. Ủa chứ mới đâu hôm qua ăn ăn. Giờ nó đừng nữa rồi nha. Không cái dĩa của mẹ đâu. Rồi xuống đây ngoài ngoài chạy nước mắm nè Vinh. Rồi cái dĩa của mẹ đây. Cảm ơn mọi người. Thịt nằm dưới hả? Dạ thịt nằm dưới. Tại em có thịt tướng. Ừ. Bởi em xuống đó nè con. Vi. Nó thương Vi. Nó thương Vi lắm. Mở hành nè hen. Đây là chả nè nha. Chả nè. Vi ăn này nhỉ. Thấy hấp dẫn quá. Đây làm cho nè. Thôi để em làm cho em tự làm cho. Vi không chịu bỏ dép ra tại vì bữa nay mang dép đẹp nè. Cái khoái đôi dép mang hoài luôn á. Thôi để tới cơm qua bên sau lưng Út đi Út. Bưng tới cơm để sau lưng Út đi Út. Mẹ nước mắm vừa ăn không mẹ? Đổ con, đổ, đổ. Hai đứa cưng ăn đại đi nha. Chút còn đi làm nữa. Đổ. Dạ. Dạ. Rồi. Múc cơm đổ tùm lum mày. Má đổ mà. Ừ. Cơm dẻo. Ngon. Cơm dứa hả? Dạ, chị Quyền ơi. Không quá à. Bỏ xin chị đi. Anh chị có đốt cái nút á, cái nút này. Giống cơm tiệm. Dạ, có năm mèo á, nó giòn giòn ngon ghê chưa. Thật vừa ăn ghê luôn. Ủa, sao ai cũng ăn hết á. Nãy chị sợ mặn. Vừa ăn lắm á. Dạ hả? Vừa ăn. Có thịt nè, rồi nấm mèo rồi. Cái gì? Cún khô á. Ừ. Tuyệt vời. Tuyệt cún mèo. Ngoài thả đâu rồi? Nó làm cành. Cành hoa. Nó làm cành đào. Còn ghé. Rồi Vi xuống đi chơi với sâu rồi cho bà ngoại ăn đi. Để con giờ nữa cho mẹ. Còn cơm nhiều lắm nha. Ăn hết bới nữa nha. Thịt cũng ngon nữa. Thịt ngon như người à, ngon. Ngon người nướng. Trời ơi thịt hồi nãy mà bỏ miếng màu hay thấy không? Không. Hè luôn nè. Thịt này tại vì lúc nãy mình có thể dằn một miếng đường với một miếng sữa tươi. Mềm không? Thịt mềm không cưng? Mềm. Thôi chị nướng có miếng hoài ta. Chiều chiều nay có bệnh. Chu không ăn. Đã có đúng mèo ăn thịt đã ghê ạ. À. Chả ngon cho người đập trứng. Cho người khoái trứng. Em là người khoái trứng. Mới cho em miếng cơm. Vịt bằng thịt gà ngon cho người thịt tổ. Ây da, chị Quyền. Ơi chị Quyền. Ây da, trời chứ mưa vậy nè. Cái lạnh lạnh ăn cơm tấm nóng. Trời ơi. Bá cháy. Nước mắm vừa ăn không cưng? Dạ vừa. Dạ vừa. Ngon lắm á. Nó tưởng nó mặn quá. Trang có dưới cái bậy vậy mà. Mặn mặn. Mình vừa ăn. Chị thấy nổi cái này nước mắm ngon nè. Nãy chị mới khoe à. Ngoài nước mắm ngon ra là làm không có gì ngon hết tự. Nó lo chả cũng ăn nè. Không, chả là như mình khoái trứng mà. Đây là người đập trứng nha. Trộn đều nó mới được như vậy nè. Người tộn hả? Đúng rồi. Mà ăn cơm tấm, nước mắm tràn hơi ướt còn nó ngon. Dạ. Mẹ ăn được không mẹ? Dạ. Ngon.
Tại vì hồi nãy mình sợ là mình làm nước mắm ngon quá cho nên hao mình làm nguyên một chén đầy luôn. Nhưng mà bây giờ thì ăn cũng được. Nói chung là cũng còn. Còn ăn được thêm bận nữa, không có sao hết. Còn dư. Chung là mình làm gì thì dư ngon hơn là thiếu. Mà thiếu thì lần sau mình còn muốn ăn nữa chứ dư mình lần sau mình hết muốn ăn. Nếm bớt cơm đi chị nha. Ừ. Chị ăn nhiều ít nè. Chị ăn gì vừa thôi. Chị nhiêu đây được rồi. Ờ, nhiêu đó được rồi. Thịt nè. Cái da té. Chị miếng bự luôn nè. Thịt nè. Trứng nè. Trứng cút. Trứng cút. Cà của con cút. Dưa nè. Dưa, cà. Chị khoái ăn cà, ăn cà đẹp da nha. Dạ, vậy em cũng ăn cà nhiều nè. Ừ. Cà nè. Ừ. Chả nữa nè. Chả lần đầu tiên mình làm cho nên nó là không đẹp vậy thôi chứ ngon lắm nha. Nó không đẹp nhưng mà ngon hay không thì do người cảm nhận. Ngon lắm. Mới hành lên trên nè. Tuyệt vời đó. Ôi công nhận em làm đẹp thiệt. Tại nè, anh Trang đi nha. Thôi để chị ăn với Trang. Rồi. Cảm ơn Gương nha. Đây là cái dĩa cơm tắm của mình. Đây như Quyền làm. Quyền lấy cho mình á. Bây giờ mời các bạn nha. Ngon lắm. Có mỡ hành nè. Có dưa leo, cà chua, chả. Cũng không có rồi. Chả. Hình như cái món cơm Việt Nam á chỉ có cơm tấm á là nhiều nhiều đồ ăn ở trên nó dễ nhất. Đúng không? Nó đầy đủ màu sắc hết không? Không biết miền Nam cơm tấm không, không có thiếu màu gì ta. Ở ngoài miền Bắc người ta có ăn cơm tấm không ta? Có không không? Ngon quá. Cà chua ngon không? Chị tầm. Mày cười giống như Khánh vậy. Đúng rồi, hình như bị nhiễm á, nhà em cũng vậy. Qua bị chàng luôn á. Nhà em cũng cười chàng vậy á. Cả nhà cũng cười có một kiểu rồi. Ây. Ôi là cái cục thịt nướng của mình ngon lắm luôn á. Người nướng là em. Người trở là em. Ăn nha. Nha. Quạt hả? Đâu có ai quạt đó hả qua ha? Đúng rồi. Chết rồi. Cơm tấm á. Thơm á. Thơm giống mùi gì? Thơm giống mùi cơm tấm. Không mà cơm nó thơm mùi lá dứa hay. Cơm thơm mùi lá dứa nhưng mà thịt nướng thơm mùi gì? Thơm mùi heo quay, thơm mùi heo quay. Thịt heo quay. Ngửi gì hơn? Ngon lắm luôn. Cơm tấm thơm mùi lá dứa không? Thơm. Bé ăn mấy chén mấy dĩa à? Ăn hình ba dĩa hả? Nhưng mà mỗi lần một giá vậy. Dĩa đầu tiên là giá rưỡi. Cơm mấy dĩa? Hai dĩa. Cơm mấy dĩa? Mình phải phấn đấu, có lên, có lên thanh. Dĩa nào cũng đầy vậy nè. Sợ ngon, không giữ lại được. Ngon quá. Cái này á, cơm tấm của mình á là bị thiếu bì. Đúng rồi. Bì. Ừ, bì da. Da heo á. Nhưng mà mình ăn nấm mối thì nấm mèo nữa cũng giống hả? Nấm mối. Nấm mèo. Tại vì bì á thì mình làm lâu lắm. Nếu mình mua ngoài chợ á thì nó không ăn toàn. Ủa thấy á, bì á chắc cái đó chắc lâu lắm á hai. Ừ. Ủa, wow, biết sao chắc ạ. Thì mình ăn sơ sài sơ sơ vậy được rồi. Sơ sơ vậy quá ngon. Ăn đậm bạc vậy được rồi. Tôi với ba về. Tôi với ba về. Clip của Khánh Trang cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thích thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ. Ngon lắm, cho ăn ngon lắm, ăn thử đi. Đây cái chỗ này thì cách đây một năm trước á là mình trồng rau, trồng cải á, trồng rau muống với trồng cải, cải xanh, cải ngọt.
Nhưng mà hôm nay thì không có, mình không có không mắc lu bu ở bên cái chòi ở bên đó đó, thì bỏ bên đây cỏ nó lên rồi đó. Rồi nhưng mà cái đất này thì vẫn còn ngon, còn ở dưới đây còn tàu tấu với lại bổng dừa nè, với lại có phân ở trong đây nữa đó. Thì bữa nay mình hên có một cái là đệ mới vừa đi về Vĩnh Long ngày hôm qua đó, thì về Vĩnh Long á đệ xin cho mình mấy cái gốc mà giống bữa hổm mà đệ nói mấy cái cây lá màu nè đó, mấy cái gốc cái mới đầu mình nhìn mình tưởng nhân sâm ngàn năm không à đây. Nhưng mà đệ về bên bản á xin xin được mấy gốc với có hai củ mì nữa hay gì đệ? Bông này bông gì phù dung phải không? Giống giống còn phải. Để nói là tại vì thấy mình kiếm mấy cái cây lá màu quá khó quá, mà ở bản thì thấy có nhiều đó. Rồi cái để gần bên nhà để có một cái ông chú đó, ổng cũng 70-80 tuổi rồi mà xung quanh nhà ổng tầm nhiều cây lá màu lắm đó, để mới ghé vô để hỏi để mua, mà ổng không có bán, ổng cho rồi cái để bứng mấy cái gốc đó đó, mới vừa đem về đây sáng nay đem qua cho mình nè. Rồi nhưng mà ổng cho mà đệ cũng không lấy, đệ gửi tiền lại cho ổng, thì lát nữa mình gửi tiền lại cho đệ là quê. Giờ mấy cái gốc này á, tại vì mấy cái cây nó đẹp lắm, nó bự lắm, nhưng mà chở từ bên Vĩnh Long mà về tới Bến Tre á thì không có được, chạy bằng xe Honda chứ không phải là đi bằng xe Hoa Lâm. Cho nên nó hơi khó. Thì cái đệ mới chặt mấy cái nhánh bỏ hết rồi, chỉ còn có mấy cái gốc không hả? Đừng có mẹ, mẹ đang làm con. Đừng lấy luôn á. À ông cái đi, ông nói đi. À ông thôi để mẹ, để mẹ đi không có làm được. Bây giờ đệ đặt mấy cái gốc này xuống, ương cho nó mạnh lại, gọi là ương hả đệ? Dâm hả? Dâm. Lấy cái tay ra, con lấy cái tay ra, buông cái tay ra. Ở dưới còn đen đen là tàu tấu của mình hồi năm rồi á, giờ để dâm giùm mình. Mà mấy cái gốc này nó mạnh nè, nó bự chảng nè, dâm chắc nó cũng mau lên. Sau khi mà dâm một thời gian rồi nó lên tược lên rễ ra rễ rồi này kia rồi á, thì mình sẽ đem đi mình tầm, còn giờ không dám đem đi. Đại nói là hai cái gốc mì nằm kế bên đây nè, nó vàng vàng á, là có cái bông nó đẹp. Để nói là nghi là bông phù dung nhưng mà không có biết phải hay là không, nhưng mà có cái bông nó thơm dữ lắm, thơm cho nên nó cho mình thêm hai gốc nữa. Mới móc xung quanh nhà toàn là bông với hoa không luôn á. Ủa cái cây đó kìa bằng cây gì mà nhỏ xíu rồi, để giống cây cuốc mà nhỏ vậy? Cuốc đó để dành tầm kiển hả? Bằng cỏ. Nhỏ nhưng mà nó lợi hại. Mấy cái gốc này là mấy cái gốc lá màu, nhưng mà mấy cái lá màu này á thì cái lá màu khác mấy cái bữa hổm mình mua nữa, khác nữa chứ không phải là giống. Đừng có. Ơ mẹ vô. Ơ mẹ chấm đâu. Chấm đâu. Rồi chết rồi, tiêu rồi. Ơ mẹ. Tổng cộng là 2 4 6 gốc. 6 gốc cây lá màu. Mấy cái cây này một cái gốc của nó là có thể là tới xê xích là 10 năm á. Trên dưới 10 năm. Với lại thêm 2 gốc này nữa là 8 gốc. Hy vọng là một tháng sau là mình có cái cây nó lên đẹp rồi. Mẹ đi. Mẹ đứng đằng kia vậy mẹ. Đứng lên con. Sao vậy sao? Đứng lên nghe. Có con.
quả kêu nam bắc. À, giờ giờ tụi mình á đi ra ngoài nhà của chú Năm. Chú Năm của mình á tên là chú Năm Tạo, nhưng mà ở xóm hồi xưa giờ kêu bằng chú Năm Râu. Cho mày nó bậy, cho mày nó bậy. Một hồi tao cho chú Năm cột đầu mày đây luôn. Chú Năm tên Râu mà vợ chú Năm tên Ria. Nhưng mà giờ thôi, nhưng mà bây giờ thì chú Năm ở con mình rồi nha. Ừ. Ông Năm ơi, kêu Năm lên. Ông Năm đi rồi, đóng cửa rồi. Năm đóng cửa hả? Rồi ông Năm đóng cửa rồi, không có nhà rồi. Giờ sao bây giờ? Dì Ba che nắng con lại, dì Ba, chị che con qua bên hướng lên đây dì Ba. Con kêu lớn nè. Năm ơi. Kêu lớn lên. Năm tắm rồi. Ông Năm tắm rồi hả? Năm ngủ rồi, mình đi về chiều mình ra nha. Dạ hôm Năm ngủ rồi. Mình đi về. Năm tắm rồi, dám lắm nè, dám nấu Năm tắm. Khoan nhưng mà bây giờ á. Vô chỗ mát đi, chỗ là tầm này có chỗ mát nè. Tại vì em vi á. Vô đây mình bàn luận cái vấn đề này đi. Đó. Hai lại coi cái bông sứ nè, hai mắc cười quá. À. Cái đó cái tái cái gì mà? Cái tái hả? Cái này là gì ta? Chó nè. Mềm hay cứng? Cứng ngắc à. Cứng ngắc à. Cái sừng tâu bằng bên cong bên thẳng. Kiếm chó Năm kìa, kiếm trùng con chó. Chó của ông Năm. Ồ. Nói cho rõ. Thì nó kìa kiếm chó Năm. Nó nữa kiếm chó của ông Năm à. Nói lắm. Vì á nó kiếm chó trong nhà kìa. À bị xích lại rồi. Ồ bị xích lại hả? Chú Năm cho đi chứ. Nó lại rồi, hàng chị nó không chạy ra chứ nó thấy Vì nó chạy ra rồi. Vì nó chỉ có ba là... nó chỉ biết có ba thứ thôi. Thứ nhất là đi tắm, đi ngủ, đi công chuyện. Hết. Ông Năm đi đâu rồi con? Rồi bây giờ chú Năm không ở nhà mà bữa hổm á. Bữa hổm chú Năm nói là bữa nay mình tính đi ra chú Năm nè. Bạn lấy cái cây này về trồng tại vì chú Năm cho mình rồi. Hả? Cái cây này nè, nè cây này nè. Cái hiện tới hả? Ừ. Ai phải lấy cái xe đẩy, quên lấy xe đẩy ra rồi sao rinh gì nổi. Vậy sao giờ? Vậy chờ bữa nào chú Năm có nhà mình chạy ra mình rinh. Ờ thôi bữa nào chú Năm có nhà đi mới hai lấy được chứ. Quay hai cho hai. Chị à? Cảnh này đẹp lắm. Thôi khỏi được rồi, được rồi. Thôi được rồi. Đây con quay cho đẹp được lắm, tin con đi. Con không có nói xạo ai đâu. Thôi được kìa. Đi đây, đi đây. Vy ơi, bây giờ thì cỏ non không Vy? Chú Nam không ở nhà. Cho Vy nên giờ con, mình đứng lần quận đây nè. Mình chờ chú Nam coi chú có về không. Không về thì mình về. Rồi. Rồi hết bùng rồi. Giấy chín bùng không mang đó. Hết đến bùng rồi nghe con. Rồi con bước. Rồi con bước xuống đi con ạ à, ông đi. Nè. Vi à. À đây nè, ạ ông đi. Vi ơi. Con không ạ. Con không ạ là hổng Năm ạ con á. Nè ạ à, ông đi con. Khoanh tay lại đàng hoàng. Trời quá. Ai gì, gì nữa? À, anh là chị. Em à, cô ạ à, chú. Chú ạ à, chú. Chú ạ phát. À ông ạ à, bà chưa? À, ông bà chưa? Quay lại đây, à, ông bà cái đi. Lại đi. Khoanh tay lại. Khoanh tay lại vậy vậy. Con nói lại. Con nói chậm chậm. Con nói rõ lên. Gì? Bác gì? Lớn rồi, mà, à, nhưng mà con thanh. Lớn rồi. Gì? Con kêu sao? Con kêu sao? Lớn lên, lớn lên. Lớn lên. Lớn lên, tôi không nghe. Con không con. Con có cô cô. Trời, phái đi trên cỏ non đó. Vì đi trên cỏ non. Phái kìa, phái đi kìa. Hôm bữa là mình đã câu điện cho chú Năm rồi à, chưa coi cái sợi dây điện đâu. Câu điện cho chú Năm rồi coi cái sợi dây điện cái nào đi. Đi đắng coi cái ở sau nhà mấy hôm cặp hôm nhà bữa hổm để ở nhà mà để kéo giùm mình, còn mình thì không có nhà cho nên mình không có biết là cái sợi dây điện đi cái nào. Thì mình nghe nói là mình hỏi thăm, tại vì mấy bữa nay mình không có ra ngoài này thì mình hỏi thăm thì mình nghe nói là chú Năm đã xài điện rồi. À, mình không tin ý, ở đây thấy có lục bình nha. Được rồi đó nha.
hôm nay mình đi kiếm lục bình, mình đem về mình nuôi cá thêm vô cho mấy con cá nó ngắm cảnh. Nhưng mà hôm nay mình ở xa quá, ở xa nhà mình mới có lục bình, cho nên hôm nay mình chưa có ở không, mình đi xin. Nhỏ bên đó bên đây là của Phương á hả? Ở đâu? Bên đây nè, nhà để á. Ừ. Cái mưa lục bình quá trời mưa. Ờ. Giờ này Tiến con chú Năm rồi qua với chị Tư rồi Kiều nữa. Đi bắt ốc á hả? Đi bắt ốc, bắt 11 rổ ốc luôn á, ốc gì Tư? Ốc cua bắt hết vậy hả? Ngắm ở bên đây nè. Xong lục bình bán chị bán ăn cơm. Lục bình nhỏ nhỏ vậy. Thấy vậy hả? Bớp bớp. Để bạn ăn cơm hả? Ừ. Nóng chân nó đâu con nè. Trời ơi. Bạn bị nóng chân. Đứng lên mang dép vô cho em. Mang dép vô con. Mang dép vô cho em. Kệ kệ xe dây điện của chú Năm kìa, lại đang coi. Tại vì mình đã nghe chú Năm nói là mình đã nghe nói là chú Năm buổi tối có xài điện rồi. Tại vì hôm nay mình không có ga, cho nên mình muốn ga mình coi coi chú Năm hôm nay ra làm sao. Nhưng mà chú Năm không có nhà, chú Năm đi đâu rồi? Coi nè, chú Năm một cây tắc là một chậu lan. Phải không? Ừ, một cây tắc là một chậu lan. Ừ đúng rồi. Kìa, một cây tắc một chậu lan. Bên đây nữa. Ờ đằng kia nữa, quá chừng lan luôn. Ơi này được, để xin chú Năm. Thử rồi chú, thử Năm cho không. Khánh đi tới đâu là cái sự sinh nó đi tới đó. Đây nè, lan của chú Năm nè. Hả? Kìa cái khế còn kìa, có tái nữa kìa. Hai khế ăn. Vậy hả? Ừ. Như đi ăn trộm vậy. Đâu có đi ăn trộm đâu con, mình đi công khai mà. Coi đó kìa, có mỏ đó kìa. Ngọt các bà con. Trời ơi. Trời ơi. Cái này bị dòi rồi. Đây nè. Ở đây cây tắc này cũng có một chậu lan nữa. Trời ơi, mới phát hiện ra chú Năm biết chơi lan nha. Nè, đó đó nữa kìa, bên đó nữa kìa. Ồ, cái cây này nó bị ngủm rồi. Còn cây lan này thì còn sống mà sao nó không tốt vậy tên á. Ở đây chú Năm tầm mười mấy cây tắc lận. Ha. Nhà thì ở trong đó chú Năm tầm dài tắc dài thì có mỗi cây tắc có một chậu lan hết rồi. Cái này mới phát hiện được nha. Chú Năm đi kiện chú lắm á. Vậy hả? Thấy mấy cây kiện trước nhà người ta không? Mà mua ông bán nó cho hai là phải mừng rồi. Mình bữa mình hỏi chú Năm mua, chú Năm đâu bán đâu, nhưng mà nay chú Năm kêu chú Năm cho. Đây nè, đây cũng có một giò lan đó nè. Đây, cái đường điện á. Nhà mình thì hướng ở trong này. Đó. Rồi cái đường điện kéo dài ra đây nè. Hả, nay chú Năm có điện chú Năm xài rồi. Tại vì chú Năm đã ở thầm là mấy năm nay rồi, 4-5 năm nay rồi chứ đâu phải ít đâu. Cho nên mình thấy chú Năm ở thầm vậy á thì mình thấy chú Năm lớn tuổi rồi không có nên ở thầm, mà không có ai ở chung nữa, ở con mình hà. Cho nên á là mình phải kéo điện cho chú Năm. Thì nay mình thấy chú Năm xài rồi. Hả? Điện thoại mà hết pin. Có điện thoại đâu có pin đâu, có điện đâu sạc pin. Mẹ ơi. Ơi. Mẹ lại mẹ em đi nói nè. Bà này để làm gì Bi? Bà này để làm gì? Bạn này bạn gì? Trà. Uống nước trà hả? Ừ. Bạn này bạn làm gì? Trà. Rồi là còn làm gì nữa? Còn làm gì nữa? Có nhớ bạn ăn gì? Bạn ăn gì? Bạn ăn gì? Ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm. Nãy nó tự chỉ con mà. Bạn ăn bánh. Trời thôi giờ mình về đi, không có chú Năm rồi. Hẹn dịp khác mình ra mình lấy kiển của chú Năm về nuôi giùm chú Năm. Nuôi giùm chú Năm. Nuôi giùm chú Năm hay. Mấy cái này chú Năm tự uống, chú Năm tự làm nè. Đây hả? Hai. Mấy này hả bà? Này chú Năm tự uống luôn hả bà? Đó. Đó. Hả? Cây đó có sinh rồi. Cây đó có sinh rồi. Cây mai của chú Năm tự uống luôn nè. Chú Năm chơi kiển rất là nhiều. Ai da. Ờ cây mai này nó ra đọt mà bị gà rỉa hết rồi. Thôi gà không hay sao? Trời ơi. Trời ơi. Dám bóc vô luôn. Cái khế này cái gì mà nó có sáng vậy ta? Cái ngọt. À, cái khế này gần chín nè. Đố chị ba tới này cái gì? Ở chỗ mát nè, lại chỗ mát nè. Rồi chỗ mát đi. Thế này là khế của ông tôi. Cái chú tôi, khế ngọt. Thế này là khế của chú tôi. Đó, khế ngọt. Khế ngọt không? Qua không biết là khế ngọt hay khế chua, mà qua nhớ hồi đó nhà chú Năm có một cây khế ngọt, khế chua. Có một cây khế chua cực kỳ luôn.
Thấy chua là nó nằm đâu phải gì đây, nó nằm đằng kia. Ông đằng kia hơi khét à. Hai cho hai hửi thử nè. Hửi thử là biết. Hửi thơm không? Không thơm mùi gì đó. À, nghe mùi khế ngọt. Ờ, khế ngọt chứ mày khế chua. Nếu mà khế chua là hửi cái lại răng luôn. Ừ. Cắn cái à. Khế ngọt. Khế ngọt đúng không? Ngọt nha. Ăn thử. Khế chua hả? Làm gì? Rồi xù đầu rồi, cầm cầm cầm. Xù đầu rồi. Coi Vi nè, coi coi mặn Vi nè. Rồi coi ăn khế đi. Nữa không? Nữa không? Nữa không con? Nữa không? Cắn cái đi. Chanh không nha, chanh nè. Chanh nè. Không ăn. Chanh nè, chanh. Không ăn. Nó phải ăn chua mà. Không ăn. Thôi thôi không ăn nữa. Đợi con ăn nè. Nè ấm Vi đi, con ăn nè. Đây bà. Ê găng luôn à. Người Vi thì cũng thèm cắn cắn cái. Có ăn chua mà la làng như vậy. Ủa sao có gì đâu, có gì đâu chua mà làm gì vậy hả? Thấy lúc cắn vô miệng á thì nó không có chua lắm, mà tới cái lúc mà nuốt à, nuốt vô một cái á giống như nó chua mà nó bị sặc sao đâu á. À cho Vi cắn cái đó gì tư bạn đúng không? Cắn cái đó đi, có bao nhét mà lúng đất dơ nhìn nha. Mà ê găng luôn á tư ơi. Chua dữ không? Xích xích cái răng. Chua xích răng. Chua là rất răng. Vi phái ra ngoài ông Năm chơi dữ lắm. Tại vì ngoài này có cỏ, có cây, có chó, có kiển nữa nè. Thưa ông Năm về Vi ơi. Ăn quen rồi đâu gì đâu. Mẹ về nha. Thôi về về, về hết đi để em đi. Mẹ về nha, bye bye. Về đi. Thôi đi về đi, về đi về. Bye. Bye. Vi ở lại đó nha. Mẹ về nha. Vi ở lại chung với Vi, bye Vi. Công nhận nhà chú Năm tầm tắc nhiều ghê ha. Mà không bao giờ thấy chú Năm ăn á. Tắc chua quá các bạn được. Mà mùa này tháng mưa rồi tắc nó rẻ đó. Hồi tháng nắng thì tắc mắt. Tắt nó mắt. Nhớ xình không mà sao được xuống được. Ừ? Nhà chú Năm á, trồng cái gì cũng tốt á. Vườn chuối hay là trái nào ra bự chả luôn á. Ừ. Đi trên đó đó hả? Bắt đầu đi trên đó. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thích thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nghe. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ. Yeah. 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 Yeah.